mấy năm, 25 năm rồi. Em có bị một cái chấn thương cho thấy cái ngồi xuống. Cái ngồi được rồi. Ok, hiểu rồi. Em cũng có đi bên Tây Y nhưng rồi. Mà không có điều kiện gì trên. Chỉ thuốc giảm đau, thuốc chống viêm là thôi chứ còn không phải. Rồi sao quá trình nó bao nhiêu năm giờ mình lao động mà được kia. Rồi bây giờ cái xương sống của em nó cong. Rồi bây giờ nó tới giai đoạn này nó qua trong vẹo luôn rồi. Vẹo rồi. Thành ra mỗi lần nằm xuống còn à, nằm được còn lắm, giờ nằm thử coi. Còn cỡ nào? Cảm nhận còn nha. Rồi, còn nhất là chỗ nào chỉ coi. Nó ngang được cái này. Thấy rồi, tôi thấy rồi. Đây đây nè dạ. Rồi, ngồi dậy đi. Bây giờ nó cứng luôn, nó vô quá luôn, có chụp cái phim không? À. Lần nào chụp thì đi bên đây, lần nào chụp thì bác sĩ cũng nói trời cái xương sống xấu quá mà không ai điều trị, không có chỉnh, đáng lẽ là phải chỉnh từ đó rồi. Cái mà chấn thương gia đình của mình nó cái mà không phải là chỉ của Việt Nam không đâu, mà bên Đức, ở bên Mỹ tôi thấy là họ dùng máy, đầu kia dùng máy họ kéo thì cái máy nó không đánh giá được, còn cái độ đàn hồi của cuộc sống mình là phải do cái bàn tay mà làm thì là không ai dám làm, tại vì làm cái bị thưa kiện, sợ bị thưa kiện, thành ra là cái người bệnh bị thiệt thòi nó nhiều lắm. Do đó là thay vì mà điều chỉnh từ lúc trước á thì ok, còn để đi. Rồi giờ chị có bị đau nhất không? Tinh thần có bị đau không? Ví dụ bằng sáng đổi thì nó dễ, chứ là coi như mình một đêm mình nằm người yên á thì không sao. Bắt đầu yên một ngày, bắt đầu là tối nằm xuống là nó trở đau. Dạ. Cái điều mà tôi nói đây mọi người chú ý nè, đối với những cái trường hợp mà bị chấn thương cuộc sống á, hay là chấn thương ở các cơ phần xương khớp mình ở trong cơ thể cũng vậy. Tới một cái tuổi mà mình bắt đầu lớn rồi đó, cái độ acid uric trong cái máu mình nó tăng lên. Mà tôi á, thì tôi cái quan sát của tôi á, có những cái trường hợp là khi mà làm xét nghiệm máu á, acid uric mà nó không cao, nhưng mà một cái acid trong máu của mình á, nó tăng cao, tức là cái độ pH nó bị mất cân bằng, thì acid nó tăng lên chút xíu thì cái đau nó sẽ tăng lên liền. Mà không cần phải thấy cái xét nghiệm nữa nha. Thì cái đó nó tăng lên đó là để thể hiện sự lão hóa của cơ thể. Cho nên đó là chị á, mà nếu mà trong trường hợp mà điều trị mà theo phương pháp mà áp dụng đúng như của tôi á, là từ cái thay đổi cái ăn uống nè, thì cái thay đổi cái ăn uống để làm chi phải không? Để cho nó làm cho cái hai cái bộ phận đề kháng của cơ thể, bộ phận dự trữ của cơ thể, nó lấy hết toàn bộ công suất trong đó ra để sử dụng, để mình nạp cái mới vô. Cái thứ hai nữa là khi mình hút không khí thì nó sẽ đem cái lượng oxy vào trong cái cơ thể mình. Và cái oxy mà đem vô trong cái cơ thể mình á, thì nên nhớ oxy là sự sống. Chỗ nào có oxy là chỗ đó có sự sống. Chỗ nào có oxy là chỗ đó làm cho bệnh tật và đi đến cái lão hóa và đi đến cái tuổi thọ mình giảm đi. Bây giờ là tôi hồi trước tôi nhớ ở bên Đức là họ có cái phương pháp mà gọi là oxy cao áp á, rồi sau này ông Lương Lễ Hoàng không có về ông làm ở đường Mã Tháng Hai á, mà tôi thấy cũng không có hiệu quả nhiều lắm, là bởi vì cái oxy á có lẽ là phải đi vào cái đường phổi của mình á, để cái đưa vô đường phổi mình á, để cái sự trao đổi oxy từ bên ngoài vô trong cái đường phổi á, thì nó mới đưa vô trong cái hồng cầu mình, nó gắn vô hồng cầu mình á, để nó đi đến cái cơ thể và đi đến tất cả đến các cơ quan, đưa ra các cơ quan thì nó mới ok hơn. Do đó là từ khi mà tôi nghiên cứu cái phương pháp hút không khí á, thì tôi thấy cái hiệu quả nó tuyệt vời, rất là lạ luôn. Cho nên những cái người lớn tuổi tôi nhắc cho mọi người nè, nhất là những người bắt đầu có tuổi rồi đó, là khi đi bộ á, đừng có bao giờ đi nhanh. Tập thể dục đừng có tập hùng hục, có nhiều người tôi thấy họ chạy hùng hục vậy đó, cái đó không có được, tại vì nó bị tổn thương cái tim mình không biết. Thật ra là tôi là luôn tôi 3 giờ tôi mang cái đồng hồ này, thì cái nhịp tim nó đập nhanh lên chút xíu nó báo này, nó nói vì cái tuổi mình rồi nó báo nó biết là không thể đi nhanh, nhưng bên ngoài thì mình không biết, mình cứ tính là mình đi chạy, thành ra mình bị tổn thương mình không ai. Ok, cái cuộc sống của chị bị lâu rồi, chắc có lẽ trên 20 mấy năm rồi đó. Thì bây giờ chỉnh lại cũng hơi căng ha. Không, 20 mấy năm có nghĩa là từ lúc bị chấn thương. Nhưng mà lúc đó thì nó cũng chưa có gì. Nhưng mà sau này cũng như dần dần cứ mỗi ngày ít, nó bắt đầu căng
nó vẹo luôn. Ra là mai là chị không có để cái trọng lượng lên nhiều quá, nếu mà trọng lượng lên quá chị còn bị tổn thương thêm nhiều nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng từ bắt đầu từ giờ ấy, thì mình làm cho nó chậm cái quá trình đó là được rồi, bằng cách là áp dụng cái phương pháp của tôi. Em có phản đối gì trong cái chuyện mà tôi hướng dẫn đó không? Phản đối gì cái gì vậy chứ bạn? Đó, tê tay là do khổ, cái đó do khổ. Thì bây giờ mình sẽ thấy cái lưng của chị này nè ha. Là mọi người nhìn nè, tôi để cái này để thấy nè, mọi người thấy cái lưng gù không? Ở đây nè, rồi rõ ràng không? Cái lưng nó cong lên rõ ràng ha. Và chị này nằm rất là khó chịu, tại vì nằm nó cứng cái này nè, ha, nó cộm, khó chịu lắm ha. Quay cho kỹ cái này nha, để chút xíu á, là lỡ thẳng uống lắm á. Và uống mà cong lại cũng khó, đúng không? Ok ha. À, như vậy được rồi ha. Ok. Trời ơi, chưa có bao nhiêu tuổi hết mà cái lưng dày rồi, nó làm cho sắc đẹp bị tổn hại. Ngày dễ quận mấy? À, hút dẫn ra gần đây ha. Rồi trước giờ làm nghề có gì nặng? Công nhân. À, công nhân được quân giác hả? Có gì giác bầu gạo 100kg không? Ok được rồi. Quay qua đây. Anh nói vậy dễ chịu rồi ha. Đã ha. Không ngồi ngoài mà nghe đã ha. Rồi nằm xuống. Sờ vô á, nó cộm lên ha. Nhưng mà chưa, cái này là mình chỉ mới xương xương thôi ha. Bây giờ không có lót nữa mà lại dựng tiếp cái thứ hai. Bây giờ hết sợ rồi ha. Ok. Tiền đâu nói nha. Ô, tốn hết rồi. Bây giờ nó xuống tới dưới luôn ha. Ok. Rồi. Bây giờ chị nằm nghiêng ở đây đi. Quay mặt qua tôi nè. Đó, đúng rồi. Đây này lên. Mọi chuyện đều khác hết rồi. Rồi, nằm im.
rất là êm. À, rồi bắt đầu ngồi dậy đi. Xin ra đây, chị ngồi xin ra đây. Quay lưng này, quay lưng này, chị quay mà nhìn lại. Rồi nắm chặt vậy đó. Thấy khác hết rồi ha. Thế nên là hồi nãy là tôi nói coi chừng mình không nhìn thấy là cảnh đó đúng không? Đó rồi chị nắm chặt lại, chị giữ cái này đây nè, chị nắm đây ha, rồi nắm chặt đi nha, rồi. Quá tốt rồi. Ây da da. Trời ơi. Bây giờ nó đẹp như mơ. Quá tốt rồi. Rồi đâu mất kìa. Kiếm nó nhiều bờ thế này. Ngày ông sáng nhà không già ấy. Rồi. Sáng bây giờ có... Cảm tưởng. Bây giờ khác rồi. Bây giờ suy thật là khác rồi đúng không? Ôi sao quá, không biết nó đi đâu rồi. Bà nãy nó khô, nó khô lên. Bây giờ là êm rồi. Biết nói gì đây, mỗi người. Thì bây giờ coi sao. Bây giờ chị sẽ thực hiện thử. Rồi chị sẽ coi quan đêm rồi chị biết rồi. Nhưng mà giờ trước mắt là cái mọi người nhìn thấy rồi hả? Rồi thẳng băng rồi. Mất cái gù á. Rồi. Rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.